học tập tốt mỗi ngày. Tự hào lớp lớp mầm non thiếu nhi Việt Nam, tự hào truyền thống cha anh oai hùng năm xưa, là đội viên làm nghiên viết tốt theo lời Bác dạy khuyên, làm hành trang cho em tiến bước giúp em vào tương lai. Cùng đi lên mầm non của tổ quốc, tổ thắm trang vàng đội thiếu niên tiên phong, mang tên Bác ngọn đuốc sáng soi đường để Việt Nam vươn ra thế giới. Hãy cố gắng học hành, tìm tôi đọc sách rèn luyện trí óc, không được lười biếng và hãy quyết tâm lên nào, học tập tốt mỗi ngày, cùng học tốt. Học tập.